Chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Mời bà con xem tham quan con cầu cào của anh Kiệt nha bà con. Đây là đám đuối này, trái nè bà con. Ồ, đây chanh này, ở đây chín nè, chín mà nắng bị ái, chọn chín nên chín mộng nè bà con. Đã này đâm thêm chém mua ớt chấm vô. Chào bà con, thì hôm nay Cuộc Sống Miền Tây có dịp quay về Bình Phước, bà con gặp anh Kiệt, gặp anh Kiệt đang trang đất ở xã Bình Phước. Con cào cào này thì bà con thì cũng biết rồi, nó là hàng chuẩn nhất miền Tây. Vì sao nó gọi là chuẩn? Thật ra nó không có gì hết, thì anh đặt cái đầu Cupra Tay RT 140 lút, một cái vàng, đồng thời là một cái những cái sáng kiến ở trong đó là rất là nhiều cái thú vị. Thì bà con nên xem một số video mà Cuộc Sống Miền Tây quay cận cảnh về con máy của anh á. Anh qua khúc dưới này đã bà con, giờ máy của anh hết ý kiến luôn. Mà hôm qua chửi em vậy, có coi clip không? Dạ. Ủa, không lại kia chỗ đó hả? Nè 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 anh Kiệt. Nè uống gì? Hôm qua cái clip cái vụ mà anh nghe điện thoại á, chắc anh cho tối về luôn rồi tối. Mưa gió chạy luôn hả? Trời ơi. Nó tính đâu anh về đây anh nghỉ. Máy đỏ áo xanh ha, nay nổi lên rồi. Đó, đẹp ha.
Tính đâu qua mưa gió anh về anh nghỉ nè, mà tôi làm biến nữa, thôi mưa mưa làm gầm chạy luôn. Nên là gì nhăn rồi, mệt hay gì? Tình hình này tôi nghĩ chắc ông chết sớm quá. Sớm hả? Mới hôm qua thì một giờ khuya, bữa nay chơi tối hôm qua chơi. Thua à? Ủa rồi qua anh Hậu có lên không? Ủa vậy là anh quánh từ trên đó mà ngay chỗ quánh dài ghê trời. Vậy đó là anh cặp lộ dài dài ra ngoài ra quốc lộ 53 dài lên tới chỗ cái đường nhựa mới mở gì? Không phải, nó đây là lên khỏi công ty này nè ha. Ừ. À rồi. Nằm bên kinh bên đây. Cái lộ đó là cách giữa Mang Thích và Long Hồ phải không anh? Rồi hèn chi rồi. Bên đây nằm Mang Thích còn bên kia Long Hồ. Rồi em biết rồi. Vậy là anh chạy đứt hết bao nhiêu đây là 200 công không? Còn là 200 mấy mà Long Vườn với chứ còn 100 mấy. 100 mấy rồi hả? Cái đó mới nói là Long Vườn 20 công rồi đó. Rồi. Thì đây là ta muốn chạy mất hết mười mấy công nữa. Chạy ghét con nghỉ ông nội ơi, nghỉ ông ơi, sớm chứ ông chơi quốc tới 10 giờ không, ông ghê quá trời luôn. Ủa hồi trưa có ngủ không? Hả? Chưa về ngủ không? Không. Đồ chứ tôi ông nội ơi. Mốt làm ghét chết rồi, tôi chù, tôi đang quay clip cho tôi cũng chù, tôi nói là mốt làm ghét luôn mới chết sớm mà bả mốt á, có chồng khác. Sắm xe lịch nó chạy phèo ra mã nha, ngộ. Chù quá. Sắm sì bo với trong mưa. Không? Ôi, nhà có. Trời cái cảnh ấy cái gì? Thôi làm đi anh. Vậy là anh Quốc đây tới sáng đây tới chắc 10 giờ chắc xong sạch hết cái này vậy. Đây còn ở trong kia một miếng, hai miếng, ba miếng. Đây nói chuyện vui với anh tài xế các bạn con. Rất là thú vị. Nói với anh Kiệt thì bây giờ mình mà bà con xem cái dáng trang của ảnh nha bà con, đã lắm. Ảnh dân chàng ảnh tới đó đọc cái ảnh mà gắn cái đồ bật ra bật vô được giống như là cái cửa cho đó bà con đó, để cho nó nặng hơn ảnh đè cái đầu đó. Quá dữ đó bà con. Này cũng là một tay kỹ sư chân đất mà tạo nên một cái tác phẩm rất là nghệ thuật. Này vừa chân vườn người ta nắng quá bà con rồi. Này chân vườn bà con vườn rồi.
Thì cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này nha bà con. Bà con hãy đăng ký like chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất về những cái con cào cào này. Thì cũng chân thành cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những video kế tiếp.